Từ nhiều năm nay, nhiều người đã từng biết đến số nhà 96 phố Nhuệ Giao, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Đông. Bởi chính đây là phòng trần trị đông y do bác sĩ dược khoa cấp 1 Nguyễn Vũ Siêu, bác sĩ Bệnh viện Đông y Hà Tây mở ra để khám chữa bệnh ngoài giờ và các ngày nghỉ phục vụ nhân dân, theo chủ trương xã hội hóa việc khám chữa bệnh của Bộ Y tế đề ra. Từ ban đầu, phòng trần trị đông y của bác sĩ dược khoa cấp 1 Nguyễn Vũ Siêu chỉ dừng ở việc bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, xoa bóp, châm cứu, phục vụ các bệnh nhân mắc các chứng bệnh đa khoa y học cổ truyền. Đến nay, phòng trần trị đông y của bác sĩ Siêu đã đảm nhận chữa trị bằng vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho các bệnh nhân thoái hóa cột sống, trạch đĩa đệm và nhiều bệnh khác. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa chuyên khoa dược và chuyên khoa cấp 1, với hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm qua phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tây, bác sĩ dược khoa Nguyễn Vũ Siêu đã lấy được lòng tin và uy tín với người bệnh qua việc khám chẩn trị bằng y học cổ truyền cho nhân dân. Vừa điều trị vừa đào tạo cho một số y sĩ dược khoa mới ra trường để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của một bác sĩ có uy tín cho các thầy thuốc lớp sau qua việc chẩn trị trực tiếp của mình. Bằng cách làm việc tận tình, có trách nhiệm trước người bệnh, nên phòng trần trị đông y số nhà 96 phố Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Đông luôn là địa chỉ đáng tin cậy của các bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Vào thời gian ngoài giờ làm việc hoặc những ngày nghỉ, bệnh nhân từ nhiều nơi đã tìm đến với phòng trần trị của bác sĩ Nguyễn Vũ Siêu để chờ mong một giải pháp chữa trị hữu hiệu nhất cho căn bệnh của mình. Tôi là bị bệnh tai biến mạch máu não, thế thì cũng đi một số coi như là cơ sở khám thì được ông chú coi như là đã điều trị coi như ở dưới này và đưa tôi xuống dưới này thì được bác sĩ Siểu và các y sĩ mà khám chuẩn đoán bệnh coi như là co thắt mạch máu não và đã điều trị châm cứu điểm bấm huyệt và tiêm xoa bóp cho thì đến nay là được 3 ngày. Chỉ bản thân coi như là tôi thấy đi lại nó vững vàng, đầu đỡ ê. Hai nữa là mọi cái sinh hoạt giả thử như là đơn giản như là đánh răng là đánh được rồi. Như trước đây là tôi không đánh răng được, nhưng giờ là đánh răng được, ăn uống được. Đấy, mà giấc ngủ cảm thấy là ngon lành rồi. Thế thì giờ là tôi nhất là nhờ coi như là bác sĩ ở đây và trung tâm dưới này coi như là điều trị cho đến lúc khỏi. Để đáp ứng nhu cầu chữa trị của bệnh nhân, từ năm 2006, phòng trần trị đông y 96 phố Nhuệ Giang của bác sĩ Siêu đã đầu tư thêm nhiều thiết bị hiện đại như máy điện xung, điện phân, máy kéo giãn cột sống để tăng hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân bị gai đôi cột sống, trạch đĩa đệm, đau lưng cấp và các bệnh nhân bị liệt nửa người, các bệnh về xương khớp và thần kinh, kết hợp với xoa bóp châm cứu. Chính bằng những thiết bị mới hiện đại này mà chính nơi đây đã từng điều trị khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo đã qua chữa trị Tây y dài ngày không khỏi, khiến ngày càng nhiều bệnh nhân tìm đến nơi đây xin được điều trị tiếp sau khi đã qua nhiều bệnh viện Tây y chữa trị, mà bệnh nhân Bạch Thị Hoa là một ví dụ. Tôi phát hiện ra bệnh tức là bị đau lưng từ năm 2005. Thế là đi chụp phim ở viện 103 thì nói là bị thoát vị đĩa đệm, trượt đốt L4 ra trước. Thế là sau khi đi chữa các nơi, ai mách ở đâu tôi cũng đi. Đi chữa rất nhiều nơi và được mọi người mách là đến nhà bác sĩ Siểu là chữa bằng phương pháp vật lý trị liệu rất là tốt.
Thế thì tôi mới quay về đây chữa, thì chữa từ năm giữa năm ngoái là 2006 đến bây giờ thì là qua 4 đợt chữa, 4 đợt vật lý trị liệu là tôi đã thấy giảm rất nhiều. Bây giờ thì tôi đã đi lại rất dễ dàng. Trước đây thì đi lại rất khó khăn, nên là nó đau, ngồi không được, đứng không được. Thế bây giờ thì đi lại dễ dàng, tôi lại đi làm bình thường. Thế thì thỉnh thoảng thì có nó cháy nắng rửa rơi thì tôi lại đến điều trị một đợt. Thì được bác sĩ Xỉu và các học sinh của bác rất là tận tình giúp đỡ. Thì là bây giờ đấy là rất là tốt ạ. Chủ trương xã hội hóa việc chăm sóc bệnh nhân đã tạo điều kiện cho nhiều bác sĩ có tay nghề bỏ vốn đầu tư mua sắm thiết bị để tăng khả năng khám chữa bệnh cho nhân dân, trong khi các bệnh viện đang ngày càng quá tải. Chỉ riêng phòng chẩn trị đông y của bác sĩ Nguyễn Vũ Xỉu trong năm 2006 đã đầu tư mới cho các thiết bị chuyên dùng hiện đại lên đến hàng trăm triệu đồng, đã giải quyết chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân mỗi năm. Trong thời gian tôi là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bệnh viện tỉnh Hà Tây, đã học xong cái chương trình sau đại học cách đây khoảng độ 7 năm. Từ đó đến nay thì tôi vẫn đang công tác tại khoa y học dân tộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tây. Trong thời gian làm tại đó, theo cái yêu cầu việc khám chữa bệnh cũng như là cái chủ trương của nhà nước, việc mở mang và xã hội hóa ngành y tế, do bức xúc về vấn đề bệnh tật của nhân dân, tôi đã mạnh dạn mở một cái phòng khám tư nhân làm ngoài giờ của ngày nghỉ và ngày chủ nhật. Sau khi phòng khám của tôi được mở ra thì chúng tôi đã trang thiết bị một số máy móc rất là hiện đại cho trong những năm gần đây, gồm có máy kéo giãn, máy điện xung, máy điện phân. Một số bệnh nhân của chúng tôi vào đây điều trị không những ở trong tỉnh Hà Tây mà còn rất nhiều bệnh nhân ở ngoài tỉnh đã đến với phòng khám 96 phố Nhuệ Giang để điều trị căn bệnh này. Ngoài cái việc điều trị bằng máy kéo giãn cuộc sống, chúng tôi đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân mắc một số bệnh hiểm nghèo cần phải điều trị bằng phẫu thuật, đó là bệnh chẩn đĩa đệm. Trong cái chật đĩa đệm thì người ta thường thấy là cái chật đĩa đệm bán phần, chật đĩa đệm toàn phần, chật đĩa đệm cố định và chật đĩa đệm di động. Nếu bệnh này không được điều trị sớm thì cái khả năng mất sức lao động là rất lớn. Vì vậy chúng tôi đã đầu tư trang thiết bị như chúng tôi đã trình bày ở trên để phục vụ các đối tượng bệnh nhân, kể cả bệnh nhân là công an, bệnh nhân là bộ đội, bệnh nhân là nhân dân, bệnh nhân trong tỉnh và bệnh nhân ngoài tỉnh. Ngoài ra chúng tôi, bản thân tôi còn dạy dỗ cho một số em học sinh của các trường như là trường Tuệ Tĩnh và trường Nguyễn Bình Khiêm về đây tham gia học tập, cũng như là chúng tôi đã thu lạp một số em chưa có công ăn việc làm thì đã về với cơ sở chúng tôi để chúng tôi dạy dỗ. Bằng vốn kiến thức chuyên sâu qua đào tạo về y học cổ truyền và kiến thức tích lũy qua hàng chục năm khám và chữa bệnh theo phương pháp đông y, phòng chẩn trị đông y 96 phố Nhuệ Giang, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây không chỉ là địa chỉ đáng tin cậy của các bệnh nhân trong và ngoài tỉnh muốn được điều trị các bệnh đau nhức cuộc sống, đau lưng, chật đĩa đệm, chuyển cuộc sống, liệt nửa người, v.v., mà còn là nơi bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao tay nghề cho các sinh viên dược khoa đã tốt nghiệp chưa có việc làm. Trong tương lai, phòng chẩn trị đông y của bác sĩ dược khoa Nguyễn Vũ Xỉu sẽ tăng cường thêm trang thiết bị và giường bệnh để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của nhân dân. Đây cũng là việc làm thiết thực để thực hiện tốt hơn chủ trương xã hội hóa việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân mà ngành y tế đã đề ra.